Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragonland. Hôm nay HNT sẽ dắt cái con bò hút này đi chiến đấu và đi kiếm những cái viên đá quý đây các bạn. Nè, hãy xem mọi người hãy cùng theo dõi nào. Mày hả bởi HNT đang cố gắng đi tìm đây. Ok baby, bò lên luôn. Wow wow, hãy xem tuyệt chiêu của anh đây. Na na na, à dạ, cứ từ từ, không có gì phải vội vàng cả các bạn à. Lụm luôn. Chân xanh baby. Chúng ta đang thiếu máu luôn. Gọi là phải vô shop mới mua được máu các bạn à, khổ ghê luôn. Ồ, đây rồi, phải vô đây lụm cái này nè. Đó. Chúng ta phải đi tìm. Đây rồi, một cái viên thì ra là nó ở đây các bạn. Bao lâu nay đi kiếm mà không thấy, bây giờ HNT đã thấy được rồi. Mày hả bởi. Một viên game nó thuộc về team HNT Channel. Và hãy xem đây, mình sẽ cố gắng đi tìm thêm nữa. Ây da da, ây da da, quá tuyệt vời luôn các bạn à. Sao đây, gai này nó không chịu lặn xuống ta. Đấy rồi. Ok, lợp xuống mấy cái gai. Ây da, chết thằng nhỏ. Cái cây gai mà nó trúng mình một phát rồi, coi như là ăn hành luôn đó các bạn. Chết chưa? Ây da, mất máu. Quá nguy hiểm các bạn ơi. Hãy xem nào, HNT sẽ cực kỳ cẩn thận luôn để có thể chạy qua được cái vùng này. Wow, oh yeah. Chúng ta chỉ còn 14 giọt máu thôi, hãy xem mình đi đây. Đó, từ 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 từ. Oh, lượm được chìa khóa. Lượm được cái chìa khóa thôi, xong là chết ngắt luôn á. Ok, không sao. Không sao, không sao. Bây giờ HNT di chuyển đây. Wow, ơ dạ, cái gì vậy? Cái này chắc phải xài tới cái này quá các bạn ơi, chứ không thể nào mà. Ây dạ, nó, ơi ơi ơi. Chưa, phải lụm sạch sẽ mấy cái này mới được các bạn à. Nó, lụm luôn. Ồ, tại sao lại cho cái đồng vàng vậy chứ hả? Phải cho cái gì đó nó thú vị hơn chút xíu chứ. Thôi, có gì chơi đó vậy. Nó, hãy xem HNT thể hiện bản lĩnh của mình đây. Mày hả bưởi. Mình đã tấn công sạch sẽ mấy con đó hết rồi. Ô cha cha, xem nào, bây giờ làm sao mà có thể nhảy qua mấy bên kia đây. Ây da da, nguy hiểm quá các bạn ơi. Ơi ơi ơi, trời ơi, sao mấy cái cây, mấy cái này nó dính rồi. Quả tuyệt vời, HNT đã lượm được một viên. Đó, không có gì có thể ngăn cản được mình đâu. Yeah yeah. Cho mình nữa ta. Đâu có cần chơi khó nhau vậy chứ. Ơi ơi, bậy bậy bậy. Cứ từ từ, cuối cùng thì HNT cũng mò được đường đi thôi chứ hả. Gai đâu mà gọi là hôm nay gặp cái ngày gì mà toàn là gai không ấy các bạn. Oh yeah. Ở đây một viên đá nữa nằm ở đâu ta? Cỡ này có hai viên. Cỡ này có hai viên mà mình đi lụm gọi là từ đầu tới cuối luôn được. Tìm được một viên. Không biết còn một viên nữa nó trốn đâu rồi. Ok, hôm nay HNT có một cái thu hoạch là chúng ta tìm được một viên. Bây giờ chúng ta còn khoảng 3 viên nữa chúng ta mới tiêu diệt được cái thằng chùm các bạn à. Chúng ta phải đi kiếm 3 viên nữa. Đây, cỡ này chúng ta có thể tìm lại một viên nữa, hãy xem nào. Cỡ này 3 viên mà HNT tìm được 2 viên là cũng không phải dạng vừa đâu. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like, một chia sẻ video ủng hộ HNT nha mọi người. Ok, quá tuyệt vời luôn. Chưa gì hết mà bị gọi là bị mấy cục lửa này nó mất, làm cho mất cả khúc máu luôn rồi. Oh yeah. Oh yeah. Cứ từ từ, không có gì phải vội vàng hết. Ê ơi, trời ơi, cứ từ từ, chúng ta phải từ từ bình tĩnh nào. Không có gì phải vội vàng đâu các bạn. Nó. Ok, ơi. Đây là chúng ta phải bấm hai cái để nó nhảy lên. Bấm một cái là nó nhảy không có tới. Quá nguy hiểm luôn. Ui. Thiệt tình á. Sao mà chôn nhau quá vậy? Ui.
ức chế quá các bạn ơi, chúng ta phải xài tới cái này. Nó làm mình bức xúc luôn ấy. Sao vậy ta? Kỳ vậy, sao mình bấm hai cái luôn mà nó không chịu nhảy lên ta? Con này nó sao sao ức chế rồi. Mình đổi con khác đi. Đây mình đổi cái con gọi là Hoàng Kim. Ok, và bây giờ chúng ta đổi tới cái con Hoàng Kim này đi. Nhảy nha các bạn. Oh yeah, nó ít ra phải vậy chứ hả. Là không biết sao cái con kia nó cho mình mít, nhảy mít hoài luôn ấy. Ok. Cái con này thì nó nhỏ bé hơn cái con kia xíu. Nhưng mà nhỏ nhưng mà có vỏ các bạn ơi. Wow, quá tuyệt vời. Ok baby. Đây. Lên luôn. Ây da, chỉ là một đồng tiền thôi chứ hả. HNT đang kiếm cái viên đá màu xanh xanh đó mà. Oh wow. 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 Dính trưởng rồi. Tại sao nó lại đặt cái cây sắt ngay chỗ đó chứ? Nó có biết đặt như vậy là rất nguy hiểm cho HNT channel không vậy? Ức chế quá mà. Lớn lúc. Ui cha, sao lại ăn hiếp mình vậy chứ hả. Đây. Ok. HNT rất là thông minh luôn. Khi mà chúng ta chơi cái này là rơi xuống là nó quá tuyệt vời. Không gọi là không để mất giọt máu nào. Ê, đó đúng rồi. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ok. Ok con búp bê. Yeah. Ui cha cha cha, cẩn thận nào. Oh my god, chết rồi. Chết thằng nhỏ. Rơi xuống một rừng gai luôn. Ai mà chịu cho nổi chứ hả. Chết. Ok. Rồi lại nữa. Ui, Cố lên. Trời ơi. Ok, cuối cùng chúng ta cũng lượm được hết mấy cái viên đá xanh xanh này các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ việc gọi là đi thôi. Ui. À, gần chết rồi. Ok, cuối cùng thằng anh ta cũng còn sống. Trời ơi. Cái cửa gì mà nó khó kinh khủng vậy. Mày hả bưởi. HNT quyết tâm là phải lụm được hết, không được để sót bất kỳ cái gì. Trận này chúng ta đi kiếm là đi kiếm những cái viên đá xanh xanh này chứ không phải là chúng ta đi chơi các bạn à. Chúng ta đi làm nhiệm vụ. Ok. Cố lên, HNT đang di chuyển cực kỳ bá đạo. Yeah, quá tuyệt vời. Món quà của chúng rồi. Ở ra cái cục đá màu xanh nó nằm ở đâu? Ôi, lại một viên đá của chúng ta bị mất tích không lý do. Ok. À để HNT đi mò coi. Đây là mò kim đáy biển các bạn à. Đây cửa này. Ồ cửa này có hai viên mà hồi chúng ta không thấy nè. Xem nào. Và các bạn đừng quên để lại một like, một chia sẻ video ủng hộ HNT channel nha mọi người. HNT đang cố gắng rồi là chiến đấu khô máu luôn. Ôi nguy hiểm. Cứ từ từ, chúng ta phải phải là bình tĩnh mới gọi là. Cái gì cũng phải bình tĩnh mới chiến thắng được các bạn à. Nóng vội là không có làm được việc đâu. Ok, nó HNT xử xong hai con đó rồi nhưng mà không có thấy món quà thưởng dành cho mình. Rồi thôi. Không có rồi thôi, HNT đi đây. À, đây là cái con gọi là Pharaoh của mình. Đó, mình nguy hiểm. Đó các bạn thấy chưa? Quá nguy hiểm luôn các bạn à. Ok. Oh yeah. À, thời rớt. Còn cái con đó nó chạy một cách khí thế luôn để mình chặn đầu mình đập nó. Ơi, rớt xuống miệng núi lửa. HNT bị rớt xuống miệng núi lửa các bạn à. Không sao, nó chạy mà đất đá rơi vậy mình mới sợ chứ. Ui, quá tuyệt vời luôn. Ok, trên xanh baby. Đó, hãy xem HNT thể hiện bản lĩnh của mình đây. Chạy một cách cực kỳ bá đạo luôn. Ôi, bớt giỡn.
Chỉ vì một phút nông nói, anh đã mang lầm lối, và rồi cô đơn anh mới hay mình tiêu. Ấy da da, chạy 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 các bạn ơi. Ê mình lượm hết rồi, phải cho thưởng cho mình chứ ta. Mình lượm hết mấy cái đồng xanh xanh rồi, phải có thưởng mình chứ. Nó chơi kỳ này, nó chơi xấu quá các bạn. Chơi mà mình lượm hết mấy đồng xanh xanh mà nó không thưởng cho mình là nó chơi xấu đấy. Ok chơi luôn. Này giác cái con chim này. Cái con này nó bay rất là bá đạo luôn ấy. Ơi cái gì ấy? Mình thấy mình bay đúng mà. Hồi vì sao? Ui. Ui, ui, ui. Khó kinh khủng luôn ấy. Cái chú này khá là đáng yêu và dễ thương này các bạn. À. Ok. Yeah, yeah. Cuối cùng thì anh ta cũng đã giành được chiến thắng rồi. Rồi xong, con kia nó chết queo rồi. Mà sao mình không được quà ta? Quà của tôi đâu? Tôi đang đi kiếm mà không thấy nè. Ai thấy quà tôi ở đâu không chỉ tôi với. Ok, một bé. À, xem hát anh ta thể hiện bản lĩnh của mình đây. Ê, ê, bớt giỡn. Mấy cái viên đá này nó đáng ghét kinh khủng luôn ấy các bạn. Nó chơi nó bắn mà nó bắn không suy nghĩ luôn á. Nó bắn chỉ việc là nó thích là nó bắn thôi, và nó chả có biết trúng hay không nữa. Ức chế ghê thiệt. Đây. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? HNT nhìn rồi là quan sát đủ các kiểu rồi, không thấy cái viên đá. Mày! Trời ơi. Chúng ta chỉ cần sơ sức một xíu thôi là coi như là đọt đè đó nha các bạn. Mình nhìn không có rõ. À đây rồi, thì ra là cái chỗ này nó không có đường. À giờ hát em ta sẽ qua xử cái con bên kia. Mày hả bưởi? Thời ơi, nó ổi mà lọt đè. Trời ơi, chơi được lắm bé. Bé dám hại anh hả bé? Bé tuổi gì mà bé dám hại anh vậy hả bé? Bé dám hại anh nè. Ok, rất tuyệt vời. Xem nào, bây giờ HNT sẽ xử mấy cái con này các bạn. Mày hả bưởi? Ok. Rồi, bé đã lọt đè rồi. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yahoo hoo. Thôi đổi con. Tới giờ phải đổi rồi. Chạy vô. Chạy. Trời ơi. Chôn nhau quá. Ok. Oh yeah. Oh yeah, lượm hết rồi. Quá tuyệt vời. Ok. Mình đã gọi là đi tìm hết luôn rồi. Nhưng mà cái cửa này nó giấu hay là nó ẩn cái gì nữa mà mình không thấy được các bạn à. Ok. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và đừng quên để lại một like, một chia sẻ video ủng hộ giúp HNT nha mọi người. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.